Hello, xin chào tất cả các anh em và mọi người. Hôm nay Thái Lai xin review đến con Canon R6. Chắc hẳn như một số anh em đã mua và một số anh em cũng đã hỏi Thái Lai rất là nhiều. Thái Lai khuyên là mua đi. Một số anh em cũng đã mua, một số anh em đang chờ vân vân. Chờ Thái Lai ra clip để mà anh em biết rõ hơn để mua. Thì hôm nay Thái Lai cũng dành chút thời gian để làm cho anh em biết được rõ ràng hơn và Thái Lai cũng vậy thôi. Thực tế Thái Lai đã quay lâu rồi mà nhưng mà cũng có thời gian để dựng. Sau khi dịch thì cũng rất là lô bu và nhiều thứ để mà bươn chải cái đó. Rồi, cũng để không mất thời gian vòng vo hơn, lần đầu tiên Thái Lai quay lại kênh channel của mình. Thì Thái Lai xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vẫn ủng hộ Thái Lai. Và những anh em mới có người coi clip này, hy vọng yêu thích Thái Lai cũng là đăng ký của Thái Lai luôn nhé. Thì đầu tiên nói về cái thông số kỹ thuật máy này. Thái Lai được biết là mệnh danh của nó là gọi là chinh phục bóng đêm. Nó được chụp với cái độ tối so với 8 cấp, tức là đơn giản các bạn hiểu đi. Hiện tại đây là các bạn đã coi đúng không? Nhưng mà trường hợp nó tối hơn nữa mà 8 cấp thì có nhiều bạn chưa hiểu. Vậy thì chúng ta ví dụ như là từ khẩu 8 xuống khẩu 2.8 vậy đó. Các bạn hiểu không? Tức là hiện tại đây là 2.8 đang sáng này. Nhưng mà lên khẩu 8 nó tối thui đúng không? Vậy thì cái máy nó cho lấy được đó là như vậy cho bạn hiểu rồi. Top giống như cái kiểu là một khẩu 2.4 khẩu cho dễ hiểu nhất. Và để chi tiết hơn thì dài dòng lắm. Thôi. Thì đơn giản là nói là cái máy này mình đánh như vậy. Tại vì muốn biết nó thật hư ra sao, nó có đúng chất lượng như mà lời đồn, lời nghe và những thông tin mà mình đã đọc được ở trên mạng của những thông tin từ nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta. Thì Thái Lai hôm nay Thái Lai cũng làm clip này cũng khá là gọi là chịu khó và muốn mang tính chất sát thương cao hơn. Cho nên Thái Lai đem đi thực hành trải nghiệm thực tế để mà anh em và Thái Lai biết rõ luôn. Thì trước khi mà chương trình chúng ta nói về cái thực số chút. Về phần thông số thì các bạn có thể đọc trên mạng được, nó không có gì khó cả, gọi lên thông số kỹ thuật của máy Canon R6 nó ra thôi. Cho nên Thái Lai cũng nói một con nữa. Phần thứ hai đó là về ngoại hình. Ngoại hình thì Thái Lai nghĩ là nên có. Thái Lai đã quay những cảnh thế này để các bạn xem, vì một số anh em đôi khi là chưa thể nào mà mua máy cũng chưa thấy, và đôi khi những hình ảnh mà trên mạng mình coi nhỏ quá không đã, thì ở đây Thái Lai cũng đã quay chi tiết cận lại để cho các bạn thấy rõ hơn cái máy này nó ngoại hình ra sao, nó đẹp hay không như thế nào, về từng tất cả bộ phận hết để các bạn nhìn cùng Thái Lai cũng nhìn luôn. Nói về ngoại hình máy cũng là khá là đẹp đấy, ấn tượng đấy, nó theo như Thái Lai nghĩ là vậy đây. Và màn hình của em nó mà khi Thái Lai cầm thực tế thì đây nó được gắn trên hiện tại đây là cái con 24.5 đó, để anh sẽ được màn hình nó thêm chi tiết một chút ha, mua kèm nó luôn. Rồi tiếp theo thì để phần sát thương rõ ràng hơn, Thái Lai sẽ chụp ở trong studio với một cái đèn của bắp. Giờ thì chúng ta so ảnh gốc một chút. Ở đây Thái Lai để hai file, một file debug, một file raw. Các bạn nhìn trên này thấy này. Đó, thì coi zoom lên thấy. Thì cá nhân Thái Lai thấy là cái ảnh này chụp với một người mẫu nam, nó không make up gì hết. Và trong cái thời gian này là chụp
loạn dịch nữa. Tóc anh này cũng có cắt. Thì nhưng ta là nhìn thấy ở đây á, cái phần da này á thì cũng khá là ổn rồi, nó cũng tầm ngang ngửa những dòng máy K5R Thanh Lai vẫn chụp lên được như vậy. Thì với cái này là do hôm mới cấp, chúng ta cũng chưa biết được là chính xác là nhiều. Và nhìn ở đây thì chúng ta chỉ phán đoán được, nhưng mà độ hài lòng thì chắc mới có rồi. Tại vì với mức độ chụp một cái đèn nhỏ thôi mà Thanh Lai đã chụp ra được cái độ chi tiết này khá là cao rồi ha. Và phần ở đây tóc nó bị rối này, chúng ta Thanh Lai chưa có set gì, mà hồi nãy có nói là không có set để cho những anh em mà mới mua không có biết cách sử dụng máy, không biết set, thì các anh em để ô tô nó ra thế nào để biết luôn. Và để Thanh Lai có chụp một bạn này nữa, đây bạn này thì so với cái ảnh với bạn này, cái da bạn ấy đẹp hơn thì ra nó khác ha. Thì cái da ra độ hạt, độ chi tiết rất là ok, các bạn nhìn ở thấy rõ ha. Đó. Thì phần hạt này chúng ta có thể cài đặt, nhưng mà Thanh Lai nghĩ là cá nhân của Thanh Lai ở cái phần mà mẫu da như vậy là quá tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời ha. Chụp một cái đèn nhỏ như vậy ra như vậy là ánh sáng vậy ok rồi, không có đề gì cả, và nhiều loại ánh sáng mà. Tiếp theo Thanh Lai để một cái hướng đèn ánh sáng cho ánh sáng tối xem thử. Đây, giờ chúng ta xem cái firewall của nó như thế nào nhé. Đây, firewall và firebed. Thanh Lai chụp lúc nào cũng ra hi-fi chứ ha. Nhưng mà zoom soi thôi ha. Khi mà Thanh Lai để qua cái nguồn sáng ảnh sáng tối thế này á, thì Thanh Lai nghĩ là xem được thấy cái chỗ vùng tối nó có chết hay không ha. Và một phần ở đây Thanh Lai muốn biết ở vùng tối nó hay bị lát, chuyển không đều. Thì nó cũng có nhiều lý do lắm, cũng có nhiều lý do để mà ra khi mà bị chuyển không đều ảnh á, nó không phải một phần máy. Một phần là set nguồn sáng, một phần là hỗ trợ ánh sáng, một phần là da, tức là tùy theo cái môi trường nữa. Nhưng mà Thanh Lai vẫn phải coi để mà Thanh Lai chia sẻ thêm cho mọi người biết cái phần đó. Đặc biệt ở đây thì Thanh Lai xem ở cái vùng chuyển cái anh này đây, từ vùng tối đó, các bạn coi màn hình rõ ràng không. Thanh Lai cũng rất là tiếc khi mà Thanh Lai quay qua màn hình đó, thì Thanh Lai dùng cái ô gì ta, OCB gì quên mất tiêu rồi đó, không biết là cái màn hình quay lại nó thấy rõ không, Thanh Lai các bạn nhìn thấy rõ cùng Thanh Lai hay không ha. Thanh Lai để là Thanh Lai zoom rõ, Thanh Lai nói một chút cho các bạn hiểu. Ở đây Thanh Lai nhìn cái nguồn sáng mà khi mà đánh vô ảnh sáng sáng tối một chiều như thế này á, những cái chuyện cũng khá là ổn ha. Vùng da là ổn vì cái người cơ thể của ảnh này ảnh đang dịch xong mới nói đó là dịch bắt cười này mà. Thì đó, thì cho nên là nó không được đẹp như mong muốn mình muốn. Nếu mà thuê người mẫu mà để mà chuyên nghiệp make up lên, ui đẹp thì khỏi nói khỏi bàn rồi ha. Đẹp thì chụp đẹp rồi. Đây là một bức ảnh mà Thanh Lai nghĩ rằng để cho thực tế mà lấy một cái người mẫu bình thường hoặc là người mẫu không được đẹp để chụp lên để coi luôn. Thì đó Thanh Lai nghĩ đây, thì Thanh Lai cảm thấy là ok nhé. Khi Thanh Lai xét xuống cái màu nhìn độ ca nó hơi lạnh lạnh như thế này để mà coi, thì Thanh Lai thấy là vùng da ở vùng tối đây nó thấy đều, thấy rất là nhẹ nhàng ha, nó không bị lát, nó chuyển đều đều luôn. Thì chuyển đều này cũng như một phần ánh sáng mình đánh nữa. Thứ hai là cái phần này Thanh Lai cũng không nhớ là sẽ nó không bị lâu quá rồi đó, đó. Nhưng mà Thanh Lai nhìn thấy ảnh gốc là ok rồi ha, đây là rõ đó. Giờ Thanh Lai sẽ lô cái ảnh này ra camera raw, hoặc là lightroom cũng được, thực ra lightroom camera raw giống nhau thôi. Thanh Lai lô đi xem nhé. Đây, và để được rõ ràng hơn thì Thanh Lai cùng mọi người tham khảo khi mà lôi ra, Thanh Lai chủ đạo lôi ra hai cái file luôn, một file bed, một file raw. Cái file bed đó thì nó không nhả màu, nó vẫn giữ cái độ sét của Thanh Lai, cái cường độ ánh sáng nó mềm mại ha, nó không có tương phản cao. Anh nhìn các bạn nhìn rõ cái phần này không? Đây Thanh Lai dùng này các bạn thấy rõ, kéo này ra xuống nó cho rõ luôn ha, thấy cỡ nó kéo. Đấy, còn cái file bed, còn file raw bỏ vào thì nó nhả ra, nó nhả cái cường độ ánh sáng đó ha, nó nhả cái màu ra một chút này, nó nhả nó làm cho contrast nó gắt hơn. Thì các bạn coi cái độ nhả này nó bao nhiêu phần trăm so với cái ảnh mà nếu mà chúng ta dùng Rebet chúng ta xử lý là cái màu nó êm luôn rồi, êm luôn ha. Còn nó vẫn nhả thì cái phần hiện tại giờ cái pro bỏ nhiều phần mềm nó hay bị nhả, các bạn hay chú ý đến phần này thì Thanh Lai cũng làm chi tiết để các bạn xem luôn. Đó là cách mà Thanh Lai chia sẻ nó chi tiết giúp các bạn hiểu được cái pro của R6 này có nhả hay không, nó nhả nhé. Đấy rồi, đấy thì như các bạn cũng đã có hình gốc, và các bạn biết khi mà Thanh Lai chụp cái máy đầu tiên Thanh Lai chưa set đề cả, để muốn set thứ cao hơn thì Thanh Lai để toàn nguyên thủy để cho những anh em nào mà đôi khi là chưa biết về được chụp hình mà mới tò mò vô chơi mua máy gốc luôn, có tiền mà gốc luôn xong rồi nó có tốt hay không thì để các bạn biết được nó như thế nào nhé. Rõ ràng rồi ngay đây, cái mà Thanh Lai muốn biết là cái này chính là nó chinh phục bóng đêm. Hôm nay Thanh Lai đi ra ngoài trời chụp, cũng may là cái bữa này nó không có nắng, sắp mưa âm bù luôn, đúng cái mà Thanh Lai đang cần để mà Thanh Lai biết được cái máy này có tốt hay không, để giúp các bạn rõ ràng hơn cùng Thanh Lai hơn. Thank you.
đây là sẵn sàng nặng. Đấy, thì là Thái đã thử qua nhiều tình huống và về cái ISO này, nhiều tình huống ISO như thế nào là đèn ra sao như mọi thứ hết thì Thái là thấy luôn, thì Thái là thấy là về cái máy này nó tốt. Giờ mọi người cùng Thái Lai kiểm tra cái ảnh gốc chụp thực tế thì như thế nào. Ở đây Thái Lai cũng chụp hai file thôi ha, chúng ta xem đi bác cũng được. Ở đây là Thái Lai chụp ISO tới 16.000 này ha. Ok đấy, Thái Lai để cho sạch sẽ các bạn coi, zoom lên coi nè ha. Thì ở đây ta thấy ở mức độ 16.000 ảnh á, cái độ nét căng thì không có đâu, tại vì cái độ nét căng nó có nhiều lý do để mà nét căng lắm. Cái phân khúc này, cái thường mà chúng ta chụp nét căng á, nó có rất là nhiều lý do. À, thì bức ảnh mà ở đây ta chụp mà không căng được, thì lý do này là ở cái vùng tối khi chúng ta lấy nét đó nhìn không rõ đâu. À, và cái đáng nói nhất là Thái Lai cảm thấy rằng là khi mà lên 16.000 á, cái ảnh mà chúng ta nhìn ảnh gốc ở đây nè, nhìn cái da thì không nét căng thiệt, nhưng mà chúng ta phải thấy và nó đều cái màu không bị bể nha, màu không bị bể, không bị loang ha. Đấy là cái tấm hình này Thái Lai để như vậy. Thì nếu mà chúng ta chụp để mà trải nghiệm biết thôi, còn nếu mà thực tế nếu mà chụp dịch vụ chắc chắn chúng ta phải có đèn hỗ trợ vô. Thái Lai đưa qua một tình huống quá khó, nó quá sát thương vì cảnh này trời tôi thôi rồi, nói chung tôi thôi luôn, không còn không phải là cái dạng như là 6 giờ rưỡi nha, nó tối luôn rồi, chụp xong rồi nó bùng ruộng tay mà khúc này cũng đói lắm rồi vì đi cả ngày. Đây còn tấm này là ISO 10.000 nè, ISO 10.000 thì khi ta lai chụp xa thì nó chắc hơn á, cái nhìn cái da nó chắc hơn cái tấm hình hồi nãy, nó căng hơn, nó nét căng hơn tấm hình hồi nãy ha. Đó, còn tấm hình 40.000 các bạn nhìn thấy là 40.000 đó. Thì ở đây á, ta lai có một lạm dụng một chút, khi mà 40.000 chúng ta zoom lên xíu để coi cho rõ đi ha. Thì ở cái vùng background này nó sẽ có hột à, nhưng mà đặc biệt á, cái hột này á, cá nhân của Thái Lai nghĩ rằng nó cho phép được, vì các bạn nghĩ máy mà Thái Lai xài từ lúc Canon 20D ra bây giờ mà thường những cái hột noise này nhiều máy nó yếu, nó sẽ bị vỡ, bị loang ra, nó không mịn như vậy đâu, nó không mịn đâu. Còn ở mặt á, thì Thái Lai phải làm dụng cái đèn flash của cái điện thoại này hắt lên một chút để cho chúng ta lấy nét, cho tôi thôi sao lấy nét. Thì đó là Thái Lai nghĩ là cái phần này là khá là ổn. Nói về cái phần ISO thì quá là ok luôn. Đó là điểm thứ hai mà Thái Lai muốn nói về thử thách sát thương của máy này. Và điểm thứ ba đó là cái mà Thái Lai đem đi chụp thực tế luôn. Thái Lai vừa những cái show chương trình hoa hậu cái gì ta quốc tế quốc đồ gì cũng nhiều lắm, vừa mấy 20 nước tham gia đó. Thái Lai cũng nhớ cái tiêu đề hết dài, chụp xong quên luôn, tích ba bụi rồi không nhớ ra đây mà. Thì Thái Lai muốn tận dụng cơ hội này để đem nó đi chụp luôn để biết hơn. Và cái lần này thì Thái Lai có set, tại vì khi mà chụp thực tế Thái Lai phải set chứ không set là tiêu ạ. Thì Thái Lai đã chụp ở trên sân khấu nè, chụp ở phần đón khách nè, ở phần gì ta khán giả này, chụp rất nhiều tình huống để mà biết rõ cái máy này nó xử lý thế nào. Bây giờ để tính sát thương cao hơn và để cho mọi người cùng Thái Lai tham khảo cái máy này có chất lượng hay không, thì sẵn hôm nay Thái Lai đi chụp cái chương trình Advent Hoa hậu quốc tế, thì Thái Lai đem con đi theo chụp thực tế để anh em cùng Thái Lai xem thử nó có chất lượng không nhé. Quay em quay luôn. Rồi nhìn anh nhé. Ok. Rồi, 2, 3. Theo như Thái Lai vừa chụp xong ở cái chương trình này thì Thái Lai thấy ở thời điểm bây giờ nó cũng khó mà lên màu, nhưng mà ánh sáng và da thì Thái Lai nhìn thấy ok. Và để về máy tính coi còn rõ hơn. Bây giờ các bạn coi trực tiếp trên cái màn hình này nhé.
Rồi lên tấm này, rồi thêm tấm này. Đấy, các bạn cũng đã xem hình gốc và Tha Lai biết rằng cái máy này khá là ok. Các bạn xem hình gốc thấy không, nó cực kỳ mượt mà. Mượt mà Tha Lai cảm thấy là mượt mà. Nếu như các bạn biết set ở cái phần nó mượt mà Tha Lai đang nói, đó là cái phần security đó đó, đó trên máy nó cho set, thì các bạn sẽ set được cái phần sân khấu để set như thế nào, chụp về khán giả set thế nào. Nhưng mà trong quá trình làm việc thì các bạn cần phải load bộ nhớ nhanh nha, để mà chúng ta xử lý trước. Xem một lần mà chụp mãi thì đôi khi chúng ta về hậu kỳ thôi. Còn Thái Lan chụp những chương trình thực tế như vậy nó nhiều hình lắm, không thời gian để mà chụp hết. Cho nên nếu mà đã cái máy tốt rồi thì nó cho mình chụp ổn không thì mình set luôn, set ra chuẩn về mình giao thẳng luôn, khỏi cần gì chỉnh cho mệt ha. Còn cái nào yêu cầu chỉnh thì chỉnh thôi. Đây là ảnh mới chép vô, tôi làm cho các bạn xem để các bạn thấy rõ nó trực tiếp luôn ha. Có đại khúc này đi ha. Đấy. Rồi thực tế vậy cho nó dễ thấy hơn. Wow. Wow. Zoom lên coi da sân khấu ha. Wow. Sân khấu nhìn có vẻ cá nhân của mình thì thấy không có gì chê nữa anh em ạ. Độ tương phản và độ contrast nó giống như màn hình mà lúc mà mình chụp mà mình view trên máy mình coi nha. Rồi, đây là ảnh sân khấu từ từ. Chụp khá là nhiều. Đây. Khúc mọi người đang tương tác nhau. Được rồi. Mọi người tương tác rồi. Hành động chiến động như này. Ở đây nhà báo Thanh Việt. Đi anh gặp anh em cũng nhiều đây. Toàn là nhà báo đường hình cũng khá là nhiều. Để zoom lên coi anh này anh có fail không. Wow. Cá nhân mình nếu mà máy này chụp sự kiện cho các khỏi bàn anh em ạ. Cá nhân mình thì rất là ok. Nhưng mà đây mới tới thôi, để xem tiếp những cái khúc sau nữa, khúc sau vô dục vào chương trình. Đây là gì ta? Cái gì diễn viên nghệ sĩ Công Hầu hả? Đây. Nhìn nét rất là phê. Zoom cỡ này thì anh em thấy thường thường báo chí thì đăng hình cỡ này bao nhiêu đúng không? Đây là mình zoom lớn luôn. Để mình coi, các bạn coi công mình lúc này cũng thấy là ok, có tiền chắc bản thân mua tiếp cái máy khác. Hôm nay là bắt đầu mở màn chương trình nè. Nhảy là thì cái này là nó xét về tốc độ bắt nét cũng khá là nhanh đấy. Các bạn coi ảnh nhảy ảnh bùm 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 mà mình chụp này nó không ao đấy. Đó chụp xa ra coi cũng nét nha, nét có cái tay ảnh bung ảnh quấy cái tay hay là bung cái mặt này. Về cái chủ thể của mình lúc mà lấy nét chắc chắn mình phải lấy vào cái mặt ảnh rồi. Đây đấy, rất là nhiều tấm khúc này hát một bài nhạc hình như là 5 phút hay sao. Và này là mình tắt đèn mà chụp thử. Mình chụp không có đèn thử xem như thế nào. Thì hơi tối ha, có đèn lên sáng ha. Và có một số khúc là gọi là khi mà đèn flow nó không rõ vô cái ca sĩ. Mình chụp để mình coi luôn, để mình quay lại cái hình mà đúng rồi. Quay lại cái hình mà không rõ với ca sĩ thì ánh sáng rõ vô nó sẽ như thế nào. Như vậy cũng khá là ok nha anh em. Không có gì phải bàn á. Ok. Đây là thực tế mà ảnh chuyển động thì khỏi bàn thôi. Thì lúc mà các bạn nó coi phần trước là mình chụp xe chạy nè, ok nó bám rất là tốt ha. Đây là hát nữa thôi, khỏi bàn luôn. Nó còn lại cái kinh nghiệm các bạn muốn lấy cái khoảnh khắc nào thôi. Rồi, đây là phần mở màn rồi. Tiếp theo là phần gì ta? Phần MC xuất hiện. Phần MC xuất hiện thì các bạn cũng thấy luôn. Mình mở được tiếp dễ coi. Đây MC xuất hiện ha. Thì phần này mình nhớ để coi. Mình nhớ đoạn này có một hình như phần này là MC xuất hiện này là giới thiệu xong là có đèn flow vào. Thì cái lúc này mình tắt đèn đi, mình chụp không có đèn luôn để mình coi. Mình coi lúc anh ca sĩ hát á thì cái đoạn đó là nó có đèn và không có đèn. Có khi tắt đèn. Còn ảnh này anh nói thì nó có đèn không có đèn flow rồi vào thì mình chụp không có đèn luôn. Mình tắt đèn lát đi. Chụp như vậy thì các bạn xem như vậy rõ ràng chi tiết cơ này mà. Ok, Thái Lai đó là cảm nhận Thái Lai thôi, còn anh em có cảm ứng gì suy nghĩ gì cái bình luận dưới bây giờ cho Thái Lai biết nha. Rồi, đó là phần ba cái mà Thái Lai muốn chia sẻ đến với mọi người một cách thực tế, và Thái Lai cũng vậy luôn. Thái Lai cảm thấy rất là hài lòng với cái máy này. Nếu như so với giá cả thị trường hiện nay thì cái máy này tầm như là Thái Lai được biết là 450 sao ta, nó giảm giá đâu đó, mua ngàm mua đồ nó chụp cũng ngon lành luôn á. Thì theo như Thái Lai biết là Thái Lai đang xài con R, các bạn biết con R, Thái Lai mua ra Thái Lai làm review rồi. Thì đến giờ
Còn máy này là khác so với RX, nó hơn xa, nó hơn về phần thứ nhất là cái điểm nét này của nó là điểm nét khi mà mang kính vào á, nó bắt nét luôn. À, và độ nhạy như các bạn là thấy cái độ nhạy của cái bắt nét của máy RX6 này nó rất là nhanh, đưa lên phát là lấy liền. Điểm thứ hai nét nét nữa là khi một trong tình trạng là tối quá, có một số tình trạng là tối quá chúng ta không nên nét được, nó vẫn cho lấy luôn đó. Chỉ có một điều là hiện tại một số anh em đang mua rồi mà đang gặp phải ở tình huống là khi chụp trong studio ở điều kiện tối không cho lấy nét, thì phần này Thala sẽ chia sẻ một bài viết sau. Thala sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà lấy nét ở trên dòng máy mirrorless này, nó khác ở cái dòng máy trước DSLR, nó khác một chút, các bạn biết thì các bạn làm được thôi. Tại vì đôi khi cũng gọi là tối quá, anh em hỏi mình mà mình là không có thời gian để mà làm video, bây giờ Thala mới làm được cái video đầu tiên để mà chia sẻ đây đó thôi. Đến đây thì Thala không biết là nói còn sót cái gì cần gì không. Anh em nào còn thấy là cái phần nào muốn hỏi Thala được không, thì Thala cũng là quay về chi tiết. Thala nghĩ là quay thì nhiều, nói cũng khá là nhiều, nhưng mà thực chất là quan trọng cái hình chụp ra, cho nên Thala chỉ nói tóm gọn đến đây thôi. Và Thala xin chào tạm biệt mọi người, hy vọng là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Thala, theo dõi Thala và nhớ để lại bình luận cảm nhận của mình trước dưới video cho Thala biết nhé. Rồi, bye bye.